Audio Jungle. Xin chào bà con, thì hôm nay mình quay cho bà con xem về cái mô hình mà trồng na thái của bà con nông dân ở Đắk Lắk. Thì về cái gần đây nhất á, thì cái giống na thái bà con ta rất là ưa chuộng. Thì đặc biệt cái na này rất là ngon, ngon hơn cái na dai của chúng ta luôn, và trái rất là to và nặng và ít hạt. Thì cái mô hình mà trồng mua na thái hiện tại bây giờ á, thì mình theo bên mình đi quay thì hầu như bà con rất là chuộng và giá thành nó cũng rất là cao đối với cái na thái này. Thì nếu bà con trồng á và thu hoạch cho nó những cái giai đoạn mà gần giáp Tết á, thì giá thành đạt rất là cao. Thì qua mô hình này mình quay bà con xem và mình nói sơ về cái công tác mà kỹ thuật trồng và chăm sóc cái na. Thì đối với cái việc mà trồng sen đối với bơ như thế này á, thì nó lại khác, còn con trồng rặt lại khác. Thì ở đây là bà con nông dân chúng ta là lấy ngắn nuôi dài, có nghĩa là vừa chăm cả na và vừa chăm cả bơ, thì đã có thu hoạch đều luôn cả hai thứ. Thì cái bơ là cái lâu năm, còn cái na thì ngay ăn quả ngắn ngày, nên là bà con chúng ta là dùng chăm sóc nó theo phương án là trồng sen. Thì với cái na rất thích hợp với vùng đất cát, đặc biệt là đất cát rất thích hợp ở Tây Nguyên, Đắk Lắk chúng ta nói riêng á. Đắk Lắk thì việc trồng na thái bây giờ cũng rất là nhiều. Thì qua đây á, mình quay bà con xem á, về cái vườn na hiện tại đang cho trái và cần tới thu hoạch. Thì mình cũng nói sơ về cái việc mà chọn giống. Thì đặc biệt cái giống na thái bà con nên chọn những giống chuẩn nha. Là cái thứ hai nữa là cái thời vụ mà cái mật độ trồng á. Thì về cái thời gian trồng á, thì cái thời gian thích hợp nhất á, để bà con trồng á, là vào đầu mùa xuân và có thể đến kéo dài đến tháng 8 và tháng 9 á. Còn cái mật độ trồng á, thì hiện nay bà con nông dân chúng ta á, tùy vào mỗi người và cái diện tích đất của chúng ta có thể trồng mỗi cái diện tích khác nhau. Thì thông thường á, mình khuyên bà con nên trồng khoảng cách là 3m hoặc là 2m, 3m. Thì đó là tùy vào diện tích đất trồng của chúng ta. Thì trung bình là bà con cứ trồng của mình là 3m một hố đi, là khoảng cách là đạt nhất cho bà con nông dân chúng ta. Về cái thứ ba đó là làm đất và đào hố. Thì về cái hố thì thông dụng á, bà con chúng ta ở Tây Nguyên á, thì con dùng máy khoan hết. Còn nếu mà bà con không khoan được á, thì con có thể đào hố. Thì chúng ta đào hố và chuẩn bị trước 2 đến 3 tháng. Thì thông thường thì sau khoảng 40 hoặc là 50. Thì bà con có thể là đào cho mình khoảng cách tròn hoặc là khoan khoan, thì đó là tùy vào vùng đất của chúng ta. Thì đối với đất cát thì bà con nên trồng cho mình là cũng hơi sâu một xíu để chống tình trạng mà bị gió lay gốc rồi đó. Và cái thứ hai nữa là bón phân lót. Thì bón phân lót mỗi hố bà con bón mình khoảng cỡ 2 đến 3 lạng phân chuồng hoai mục, rồi khoảng cỡ 2 đến 3 lạng phân lăng trộn đều với đất, và chúng ta ủ trước khoảng 2 đến 3 tháng, thì sau đó chúng ta bắt đầu là đem đi trồng. Thì về cái điều kiện mà trồng với cây na thái á, theo mình chia sẻ thì cá nhân mình á, bà con nên trồng với mặt đất chúng ta đừng để nghẹt rễ nè, đừng để mà bị những vùng đất mà gió nhiều á, thì bà con nên trồng sau khi lớn lên á, thì bà con nên cho mình cắm cây hay là chống cây để chống tình trạng mà lay gốc. Vì đặc biệt cái na thái này á, một khi nó bị lay gốc á, thì nó sẽ chết đi, nói chung là rất là khó, nên chúng ta đừng để gốc nó bị lay. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải duy trì độ ẩm nha, luôn luôn cần độ ẩm. Thì về cái kỹ thuật mà khâu nghi trồng á, chăm sóc cây na thái định kỳ á, thì cái vấn đề đầu tiên á, vẫn là cái côn trùng, thuốc sâu, bệnh hại á, đó là cái đầu tiên. Rồi con trồng hay thấy trên cây na của mình á, hay có hiện tượng sâu trái nè, ở vườn này cũng có sâu trái. Thì mình quay cho con xem á, thỉnh thoảng nó bị vài cây vì cái chế độ mà thuốc thang mà con ta hơi kém ở cái phần mà chăm sóc côn trùng, cái thuốc sâu bệnh hại. Và cái thứ hai nữa là cỏ dại, là con cũng phải hạn chế lại, đừng có để cỏ nhiều trong vườn. Và cái thứ ba nữa là nấm bệnh, thì con phải phun phòng định kỳ. Và cỏ thì con phải làm thường xuyên, cũng cho sạch vườn chúng ta, đừng để cỏ quá nhiều. Thì đối với vườn này thì nông dân chúng ta không có thời gian để làm, nên là cỏ rất là nhiều ở trong vườn. Về cái kỹ thuật mà cắt tỉa tạo hình á, thì trong cái thời kỳ mà cây còn nhỏ, chúng ta cần tưới nước đều để nhằm cung cấp đủ độ ẩm cho cây, nó phát đọt và ra tất cả các đợt non hình thành phát triển cây. Đặc biệt á, là trong cái thời gian đầu sau khi trồng mới á, bà con phải duy trì cái độ ẩm từ 3 đến 4 ngày
là một tuần một lần, tùy vào vùng đất nha, tùy vào thời tiết của địa phương của chúng ta mà chúng ta cần phải có chế độ mà duy trì cái độ ẩm. Nhưng mà khi mà cây lớn dần á thì bà con cũng có thể tưới giãn ra cho mình cũng được, không cần nhất thiết phải duy trì độ ẩm thường xuyên như khi cây nhỏ. Nhưng qua đó bà con những vùng đất mà cực kỳ nóng á, hay là nhiệt độ cao á, thì bà con nên có thể dùng rơm rạ hơi mực á, bà con có thể tủ xung quanh gốc cho mình để cho cây nó được luôn luôn có độ ẩm và phát triển. Đó là cái về cái chăm sóc cây nhỏ. Và đối với công việc mà bón phân á thì con cũng bón lót định kỳ cho mình. Nếu mà có vi sinh á hay phân chuồng á thì con duy trì cho mình càng tốt. Và cái ở trên á thì con phun bón lá và con thuốc sâu để phòng trừ cái côn trùng kích thúc. Thì tùy vào mà cái những cái giai đoạn khác nhau á mà con ta có chế độ chăm sóc khác nhau. Thì ở đây mình chỉ quay sơ và nói sơ sơ cho bà con về cái vườn của nông dân ở Đắk Lắk này, về công tác thăm vườn, kiểm tra về cái công tác trồng na thái của bà con nông dân chúng ta. Thì qua clip này mình quay cho bà con xem và tham khảo về những cái vườn na và đang ở cái chế độ mà bắt đầu phát triển ở khu vực Đắk Lắk của chúng ta, và trên thị trường hiện tại nó cũng đang là trái cây thật là hot, bà con cũng đang ưa chuộng. Thì bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ quay tất cả các video về cây ăn quả ở trên vùng Đắk Lắk Tây Nguyên của chúng ta để bà con xem và tham khảo. Thì đây mình quay để bà con xem và tham khảo là chính về những cái khu vực mà trồng na và những cây ăn quả khác nhau. Xin cảm ơn bà con ạ.